Đến với những diễn biến đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, đội hình của bên phía team QJ chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cái tên hơi lạ so với cả những gì mà chúng ta thấy ở trong giải đấu CFMI. Chúng ta có OK, Sakura, Bai, Win và Man 9. Trong khi đó thì bên phía team Trung Quốc chúng ta thấy được những cái tên bên phía team QJ, Q9 thì đúng hơn, chúng ta thấy được những cái tên mà có lẽ sẽ phải mất khá là nhiều thời gian thì chúng ta mới quen được những cái tên Trung Quốc. Tuy nhiên thì không sao, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể bình luận theo cách của người Việt Nam. Vừa rồi thì Sakura đã có được mạng đầu tiên của bên phía team Q9. Như vậy là Q9 mới là những người ở bên phía team Globalist và QJ. Nếu như mình nhớ không nhầm thì đội hình của QJ chúng ta có những cái tên khá là quen thuộc. Mình sẽ kéo lại cái đội hình của bên phía team QJ để chúng ta có thể nhớ được rằng là QJ họ đã có những ai ở trong giải đấu CFMI vừa rồi. Tuy nhiên thì vừa rồi Sakura của Q9 đã có được mạng đầu tiên của bên phía team QJ. Q9 họ thể hiện là họ thi đấu với cái bài thủ 2B3A. Trong khi đó thì bên phía team QJ họ bắt đầu di chuyển vào khung hầm B rồi. Cả 4 người của bên phía team QJ đang ở trong khung hầm B. Có vẻ như họ sẽ định đánh thẳng khung hầm B đây. Đi vào đến từ vị trí của các thành viên bên phía team QJ. Họ có được mạng đầu tiên của Win9. Nhảy xuống dưới có được mạng tiếp theo của Sakura. Double kill dành cho bên phía team QJ. Và bây giờ là 3vs4. Bom sẽ được set ở khu vực bom CB. Tành ra trước đến từ vị trí của tanker bên phía team QJ. Có được hai mạng trước khi phải nằm xuống. Và bây giờ chỉ còn lại một mình Man9. Đối đầu lại với ba thành viên của bên phía team QJ. 1-0 dành cho QJ. Một pha bắn tốt đến từ các thành viên bên phía team QJ. Vừa rồi là một bài đánh bom C hợp lý và căn chuẩn thời gian đến từ các thành viên bên phía team QJ khi mà họ ép vào khu vực bom side B rất đúng lúc. Họ bắt được hai thành viên thủ bom side, họ đặt bom và sau đó thì họ chủ động đẩy ra khu vực hồi sinh của bên phía team Globalist để có thể bắt chốt được các thành viên cuối cùng của bên phía team thủ bom side lùi về. Rõ ràng là vừa rồi anh ấy thấy bóng một thành viên bên phía team Q9 ở trên khu vực mid và ngay lập tức thì nhảy lên khu vực cao A. Cái tấm trước đến từ vị trí của Bay đã bắt đầu có những pha sấy rồi. Sẽ có một pha snipe nhưng mà không trúng. Và bây giờ thì đối phương QJ mới là người có mạng của Bay ở trong khu vực bom CB. Lợi thế về người thuộc về bên phía team Q9. Với những gì mà chúng ta có thể nhớ ở trong giải đấu CFMI thì chúng ta có Xiao, chúng ta có Gulang, Năng, Dream cũng như là Link White. Và ở trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta phải dự đoán xem là thành viên nào là thành viên cầm tay cờ hai mạng dành cho bên phía team Q9 khi mà Win có được hai mạng ở trong khu vực B. Tuy nhiên thì ngay lập tức bên phía team QJ họ đáp trả với hai mạng ở trong khu vực bom CB. Set bom ở khu vực CB rồi và bây giờ thì sniper của bên phía team QJ sẽ ngắm ra khu vực hồi sinh của bên phía team Globalist. Nếu như mình nhớ không nhầm thì sniper của bên phía team QJ đó chính là Gulang. Bắt đầu ép vào đến từ vị trí của Sakura. Sakura có được mạng đầu tiên của sniper bên phía team QJ rồi. Có được mạng thứ hai ở trong khu vực B và đồng thời với đó thì đồng đội của anh ấy có được mạng ở trong khu vực bom sai. Sẽ có set bom gỡ bom thành công và một đều dành cho Q9. Thường thì khi chúng ta bố trí cái vị trí di chuyển như thế này, bố trí đội hình như thế này thì các thành viên bên phía team Q9 họ sẽ thủ bom sai chắc và các thành viên bên phía team QJ họ sẽ không có được những pha cái đẩy bom sai cao lên như những gì mà chúng ta thấy ở trong giải đấu CFMI.
khi mà xem đi thì rõ ràng là cái trình độ của của Q9 là cao hơn, Q9 sợ là cao hơn so với cả các team còn lại, do vậy cho nên là họ hoàn toàn có thể có những pha đẩy láo ép ra đến từ vị trí của Sakura. Không chỉ là man 9 mà thì có được mạng trước khi phải nằm xuống, 1-1 như này là lãi. Khi mà man 9 có được một mạng cùng với đó là làm yếu được hai thành viên bên phía team QJ. Và trong khi đó thì Win với một số của mình đã có được cho mình một mạng tiếp theo, đẩy ra vị trí của Sakura và 2-1 dành cho Q9. Bây giờ thì bên phía team Q9 họ sẽ tiếp tục với cái bài thủ bóng sai. Tuy nhiên lần này thì ba người thủ B và hai người thủ A có một điểm đặc biệt, đó là bên phía team Q9 họ thủ khá là cao. Họ thủ ở ngay khu vực cửa hầm B để tránh việc các thành viên bên phía team QJ đẩy lên ở thời điểm đầu tiên. Và sau đó thì khi mà đã check là họ sẽ không đẩy lên, thì bây giờ bên phía team Q9 họ lùi về trong khu vực bóng sai B để có thể thủ chắc hơn ở trong bài đấu này. Một người sẽ di chuyển ra khu vực hồi sinh, còn lại hai thành viên sẽ thủ sẵn ở trong khu vực bóng xe B. Trong khi đó thì bên phía team QJ họ chưa có những tín hiệu đánh bom sai nào cả. Một pha mất máu khá đau đến từ vị trí của các thành viên bên phía team QJ. Và ok, có đắc mạng trước khi phải nằm xuống, đổi mạng ở full mid. Tuy nhiên thì headshot từ vị trí của Sakura. Và bây giờ lợi thế về người thuộc về các thành viên bên phía team Q9, nhưng lợi thế đó đã bị mất khá là nhanh khi mà thành viên bên phía team QJ họ áp sát vào khu vực CB. Họ có được một mạng đầu tiên, hết đạn đến từ vị trí của man 9 và hai mạng dành cho bên phía team QJ. Tỷ số lại được cân bằng là 2-2. Đây là trận đấu của top 1 và top 2 Trung Quốc trong giải đấu CFML Season 1. Và đây là trận đấu mở màn của Season 2. Chắc chắn rằng là rất nhiều người đang mong chờ vào trận đấu ngày hôm nay. Và những gì diễn ra sau 4 round thi đấu đầu tiên, nó đã phần nào hình dung cho các bạn thấy được cái độ hot của trận đấu ngày hôm nay, khi mà hai team ăn miếng trả miếng cực kỳ tốt. Tiếp tục là đáp smoke ra ở khu vực hầm B. Những quả smoke của bên phía team Q9 trả ra là cực kỳ hợp lý, khi mà nó che đi gần như tất cả tầm nhìn của đối phương, ngăn không cho đối phương có thể lao vào ở trên khu vực này. Sẽ nhảy ra khu vực lỗ, nhưng ở dưới lỗ đó chính là Sakura. Sakura đã kê ở một cái góc khá là đẹp. Đây là một khẩu AK-47 nhìn trông rất là màu mè, mặc dù tôi không thích màu xanh này cho lắm. Màu xanh đó đi với màu đỏ lại càng xấu. Tuy nhiên thì đó là ý kiến của tôi, còn các vận động viên họ sử dụng và họ cảm thấy thích thú thì đó là điều của họ thôi. Sẽ đẩy flash ra, đẩy vào đến từ vị trí của tanker bên phía team QJ. Có một mạng đầu tiên cho bên phía team QJ rồi, ép thẳng vào khu vực xe A. Sẽ có được mạng thứ hai không? Với khẩu DE thì bay đã có được cho mình hai mạng trước khi phải nằm xuống. Một pha đổi hình vô hình chung là lãi. Và bây giờ thì A12 Hellfire đến từ vị trí của Win, bắt đầu ép vào khu vực bom sai A. 2 vs 2, ok, và Win đối đầu lại với hai tanker của bên phía team QJ. Nhưng một mạng đầu tiên và mạng thứ hai dành cho QJ. Tỷ số lúc này đang là 3-2 cho QJ rồi. Ép ra ngay khu vực mid đến từ vị trí của OK. OK có được mạng, OK có được cho mình double kill. Còn cho mình 19 máu và 44 giáp. Tuy nhiên thì anh ấy vẫn có thể có được cho mình mạng thứ hai và lùi về thành công. Một cái lợi thế tốt đến từ các thành viên bên phía Q9. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ thì QJ họ sẽ rất khó để có thể đánh được vào bóng sai. Thường thì ở trong một trận đấu này thì các thành viên bên phía team QJ họ sẽ thi đấu với đối đánh đó là 4 tanker và 1 sniper. Người cầm sniper sẽ là Gulang. Và 4 tanker sẽ là Link Y, Xiao, Dream và Nang. Có thể thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy Link Y cầm sniper. Tuy nhiên thì đó là trong trường hợp mà họ thi đấu với 2 sniper, đó là chiến thuật khác. Còn vừa rồi thì một mạng cho bên phía team hay quá. Gulang đã có được mạng của thành viên thủ ở trên khu vực bom xe A, đó chính là Sakura. Man 9 cũng phải nằm xuống với tanker của bên phía team QJ với khẩu AK-47 Earn. Đây là một khẩu súng đã có mặt ở trong CFL của chúng ta. Còn đây là khẩu súng gì thì chắc hẳn các bạn đều đã biết rồi. Ok, cũng nằm xuống. Bây giờ thì Win 9 với khẩu M4A1 Giao Dragon có được cho mình double kill rồi. Sẽ có một pha hết đạn lùi về khu vực hầm dợ, sau đó thì lao ra ngoài. Có sấy tiếp tục đây. 34 máu vẫn còn là một kèo đấu có thể bắn được. Tuy nhiên thì một lần nữa thì tanker bên phía team QJ lại làm tốt hơn. Họ đã clear được các thành viên của bên phía team Q9. Vừa rồi thì rõ ràng là Q9 đã rất cố gắng với một pha xử lý tuyệt vời. Tuy nhiên thì chừng đó là không đủ khi mà trong thời điểm cuối cùng họ lại không thể nào dứt điểm được thành viên cuối cùng của bên phía team QJ. Và tỷ số đương nâng lên là 4-2 dành cho QJ. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta thấy được sự bắt nhịp trận đấu đến từ QJ. Xây trước đến từ vị trí tanker. Người đang có 2 mạng. Quả bom được nhặt và bây giờ thì họ sẽ di chuyển. Bắt đầu di chuyển vào khu vực hầm B đến từ các thành viên bên phía team QJ. Nên nhớ rằng đây là giải đấu quốc nội của Trung Quốc và nó được thi đấu trên server của CFM thì đúng hơn. Nên đây sẽ là một giải đấu cực kỳ công bằng. Một mạng đầu tiên cho bên phía team Q9. Tuy nhiên thì ngay lập tức người cầm khẩu AK-47 Earn của bên phía team QJ đã có được cho mình một mạng. Và bây giờ thì bay cũng phải nằm xuống. Họ sẽ đánh vào khu vực bom sai A. Tiếp tục là Sakura. Ở đằng sau thì Win có được 2 mạng. Ở đằng trong này thì ok, có được cho mình double kill. Và họ clear được thành công với chỉ một chút máu đến từ ok mà thôi. Đây là ok. Ok, ok, ok. Cái tên khá là fun khi chúng ta đọc. Và vừa rồi thì rõ ràng là lợi thế thuộc về QJ. Nhưng bằng một cách nào đó khi mà các thành viên của bên phía team Q9 họ cover tốt cho nhau thì họ đã kéo lại được một round và bây giờ tỷ số được rút ngắn xuống còn là 3-4. Frag đang là MVP dành cho tanker của bên phía team QJ. Nhưng đây lúc này thì ok với một pha di chuyển đi móc từ hầm B đi ra. Anh ấy đã có được cho mình 2 mạng, có được cho mình 3 mạng rồi nhưng hết đạn. Và MVP của trận đấu này của bên phía team QJ đã có được cho mình mạng thứ 14. Nhưng bây giờ thì Win 9 lắc ra bắn là tốt, 76 máu và đối phương chỉ còn lại một chút máu mà thôi. Tôi nghĩ đây sẽ là một đao thắng cho Q9 khi mà hai thành viên còn lại của QJ đang bị cô lập ở trên khu vực A. Bắt đầu di chuyển ra mid đến từ Win 9. Trong khi đó thì hai thành viên còn lại của bên phía team QJ họ đang đứng ở khu vực mid. Họ
Họ đang cover cho nhau bởi vì họ nghĩ rằng là còn một thành viên của bên phía team Q9, ít nhất là một thành viên đang đi ở đằng sau của họ. Và họ cần phải có một cái bài di chuyển để làm sao mà không bị bắt vị trí đến từ ba thành viên của bên phía team Q9. Một mạng dành cho Win, mà thành viên MVP và double kill dành cho Win rồi. Tỷ số được quân bằng là 4 đều. Rất cố gắng để có thể tìm ra được một cái góc thi đấu, tìm ra được một cái vị trí di chuyển hợp lý. Tuy nhiên thì hai thành viên của bên phía team QJ không thể làm gì được. Và bây giờ chúng ta đến với round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu thứ nhất. Số lúc này đang là 4 đều. Và vừa rồi thì Man 9 đã có được một pha bắt vị trí của Biter bên phía team QJ. Mặc dù anh ấy phải đổi người, tuy nhiên thì chừng đó thông tin là đủ để cho đồng đội của mình, đó chính là Sakura có thể thủ được ở khu vực ngách A này. Bốn vs bốn, cả bốn thành viên của Q9 đều đang còn đầy máu. Rõ ràng là MVP của trận đấu đang là Tanker Dream của bên phía team QJ. Tuy nhiên thì thực sự mà nói, bên phía team Q9 họ đồng đều hơn giá khá là nhiều. Chúng ta có thể thấy được rằng là 18-6-4 là những cái số kill của bên phía team Q9. Trong khi đó thì đối với QJ, họ chỉ có thành viên Dream cùng với đó là Sniper Gulang là hai người có điểm số cao. Còn lại thì các thành viên như là Xiao hay là Xiao hay Nungs thì đang không có được phong độ tốt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và một mạng tiếp theo dành cho Q9. Ép ra để bắt người đến từ vị trí của Sakura và lùi về. Và di chuyển cực kỳ mượt mà. Đang bị kê từ hai góc đến từ tanker của bên phía team Q9. Nhưng mà không thể làm gì được khi mà rõ ràng là đồng đội của Q9 họ cover cho nhau cực kỳ chính xác. Và tỷ số được nâng lên là 5-4 và kết thúc lượt thi đấu thứ nhất. Trên màn hình các bạn đang là khuôn mặt của Gulang. À đâu, chính xác đây là Nungs chứ không phải là Gulang. Gulang là thành viên nhìn mặt hầm hố hơn một xíu nữa. Trên màn hình các bạn vừa rồi đó là đó là gì nhỉ? Đó là Nungs, một trong những theo như tôi đánh giá thì đây là một trong những tanker không được tốt của bên phía team QJ. Anh ấy bắn được, tuy nhiên thì thường những người tỏa sáng đó chính là các thành viên như là Dream hay là Gulang. Phân đổi sai của trận đấu. Đây, khuôn mặt mà các bạn đang nhìn đây chính là đây chính là Sniper Gulang, người vừa cầm lon vào hook lên và cho mình một ngụm. Đây là Xiao. Những khuôn mặt của các thành viên bên phía team QJ. Và đến với lượt thi đấu thứ hai. Lúc này thì Q9 sau lượt thi đấu đầu tiên thành công, họ đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 5-4. Mặc dù có thời điểm họ để cho QJ vươn lên với tỷ số là 4-2.
sẽ rất khó để cho QJ có thể thủ tốt, bởi vì rõ ràng lúc này chúng ta chưa được biết cách đánh bom sai. Vừa rồi thì một mạng dành cho QJ khi mà Win đẩy vào khu vực ngay A không thành công. Khổng M4A1 khá đẹp, bày rất điểm được vị trí tanker vừa rồi ở trong khu vực ngách A. Và bây giờ thì chúng ta đến với kèo 4v4. Nhảy ra để bắn trước đến từ vị trí của tanker bên phía team QJ, nhưng ok xử lý là tốt hơn rất nhiều. Đi vào bắn trước, sấy vào rồi, một mạng nữa cho Q9 và bây giờ là 4v2. Sẽ rất khó cho QJ với hai thành viên còn lại. Đổi được một mạng mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta còn lại Gulang, bên cầm sniper của bên phía team QJ. Sẽ hơi khó một xíu khi mà cầm cho mình tổ sniper nữa. Nhưng có được mạng đầu tiên rồi. Gulang đang bắn khá hay, quăng một quả nết ra. Thời gian chỉ còn lại là 20 giây. Không chính xác rồi. Man có được cho mình một mạng của Gulang, qua đó nâng tỷ số lên là 6-4 dành cho Q9. Tiếp tục là một mạng nữa dành cho QJ. Ở lượt thi đấu này thì họ lại bắt được vị trí của OK. Qua những giải đấu như thế này và những buổi live stream như thế này thì các thành viên của các team chuyên nghiệp ở trong khu vực Việt Nam sẽ có thể học hỏi được rất là nhiều, từ chiến thuật cho đến cách di chuyển của các thành viên bên phía team Trung Quốc. Và có lẽ là điều mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa đó chính là tâm lý thi đấu. Bởi vì rõ ràng là chúng ta rất hay bị tâm lý thi đấu mỗi khi chúng ta đối đầu với các thành viên của Trung Quốc ở trong các giải đấu quốc tế. Sẽ bắt đầu di chuyển vào khu vực bom sai B. Bên tập trước đến từ AK của bên phía team Q9. Nó ép vào rồi. Chơi thủ là tốt. Đấy, có được mạng Q9, có được mạng. Còn bây giờ là 3v3. Họ lùi về đằng sau, thời gian vẫn còn đủ để họ có thể di chuyển sang khu vực bom sai A. Liệu bên phía team QJ có đẩy lên đi không? Đẩy ngó được cái đầu rồi, nhưng flick là không chính xác đấy từ vị trí của bay. Đang là 3v3 và thời gian chỉ còn lại là 30 giây mà thôi. Họ sẽ phải chọn bom sai và tôi đoán chắc là sẽ là bom sai B rồi. Đang fake bom sai. Một pha fake bom sai hay đến từ các thành viên phía team Q9. Đổi mạng rồi. Nhưng mà ở trong này thì tanker của bên phía team QJ làm tốt hơn. Mặc dù họ bị phân tán lực lượng sang khu vực mid và khu vực bom say A, nhưng họ vẫn kịp thời quay về bãi gáp khi nghe thấy tiếng bước chân của bên phía team Q9. Và họ lại có được cho mình một round thi đấu thắng nữa rồi, rút ngắn tỷ số xuống còn lại là 5-6. Bắt đầu có những pha di chuyển vào khu vực ngách A đến từ Win. Win đang cố gắng cấu máu của tanker bên phía team QJ. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây người thủ ở khu vực ngách này đó chính là Xiao. Xiao Chu. Gulang đang kê vào khu vực hầm B. Ở trong hầm B đó là Man 9 và Sakura.
Họ hoàn toàn có thể ăn một viên Barret vào người nếu như di chuyển không hợp lý. Nên nhớ rằng là các góc tâm của các thành viên bên phía team Trung Quốc và các đội tuyển của Trung Quốc trong giải đấu quốc nội là cực kỳ khác so với những gì mà chúng ta thường được thấy ở các team Việt Nam. Chưa có tín hiệu đánh bom sai đến từ các thành viên bên phía team Q9. Họ vẫn đang chờ một cái tín hiệu bắt người. Khá là clear khi mà rõ ràng là Q9 họ chọn cho mình cái cách đánh bom sai, nhưng chừng đó là không đủ. Và QJ một lần nữa họ cân bằng tỷ số với một pha double kill đến từ tanker của bên phía team mình. Ăn miếng trả miếng là cực kỳ tốt, và bây giờ thì đẩy ra đến từ tanker của bên phía team QJ. Họ có được mạng của Q9 ở khu vực mid luôn, lùi về. Bây giờ thì họ anh ấy sẽ bị đuổi, chắc chắn anh ấy sẽ bị đuổi. Có sấy ở đây, màn chín có được cho mình double kill. Pha sấy một pha kê tâm khá là ảo, đang bắn người ở trên khu vực cửa vào hầm B, quay ra bắn tiếp được vị trí của một người nữa ở khu vực mid đi vào. Và bây giờ thì họ nhảy lên khu vực ngách A, có vẻ như bom xe A sẽ là bom sai mà Q9 lựa chọn. Mất đi một người nhưng 4v3 là một kèo bắn được. Một người sẽ thủ ở bom xe A và một người đứng mid, trong khi đó thì người cuối cùng sẽ đứng ở khu vực bom xe B. Cách chia thủ bom sai là khá quen thuộc đến từ vị trí của QJ. Đi qua làn khói và bay có được mạng của một người, cùng với đó là Sakura. Và bây giờ thì chúng ta còn lại một mình thành viên cuối cùng, đó là Gulang. Sẽ rất khó và tỷ số sẽ là 7-6 dành cho Q9. Chúng ta đang tiến về những lượt thi đấu cuối cùng của map thi đấu thứ nhất. Và lúc này thì rõ ràng là lợi thế đang thuộc về Q9 với chỉ một điểm mà thôi. Ai lên được con số 9 trước thì họ sẽ có lợi thế về việc là vừa có match point mà lại vừa thoải mái về vấn đề tâm lý, khi mà họ hoàn toàn có thể có được cái lợi thế rằng là họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở trong map thi đấu đó nếu như họ ăn được một round nữa mà thôi. Còn cùng lắm thì họ sẽ hòa nhau với tỷ số 9 đều và có được một cái lượt thi đấu extra. Một mạng nữa cho Sakura. Ok, cũng có được mạng ở khu vực hầm B rồi. Một lần nữa thì Q9 lại hơn người. Thủ bom sai B, hai thành viên, người sẽ thủ A. Đổi mạng là nhiều đến từ hai team. Nhảy vào một bom sai, một mạng đổi một mạng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn 1v1 của màn 9 và tay cờ của bên phía team QJ. Và người có được mạng của bên phía team Q9 đó chính là Nangs. Chúng ta có được một kèo đấu 7 đều. Khi mà vừa rồi thì tưởng chừng như Win 9 cùng đồng bọn sẽ có được round thắng thứ 8 cho Q9, nhưng chừng đó là không đủ. Tiếp tục là kê tâm đến từ vị trí của OK, cùng với đó là Bai. Bom được trả vào nhưng quả bom có vẻ hơi vô duyên. Bên phía team QJ quyết định lựa chọn cho mình phương án đó là thủ sâu ở trong khu vực bom xe B. Họ không đẩy lên, thay vào đó thì họ để 3 người ở khu vực ngách A. Các bạn có thể nhìn thấy ở ngách A hiện tại đang có 3 thành viên của bên phía team
QJ họ đứng sẵn ở trong khu vực hẻm đó để họ đợi các thành viên bên phía team Q9 ép lên. Tiếp tục sẽ đặt cây tầm lên từ vị trí của bay. Net và Smoke được trả ra. Các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở trong giải đấu chuyên nghiệp như thế này thì các thành viên của bên phía các team top họ thường sẽ đẩy Smoke ở những thời điểm thích hợp, chứ họ không đẩy bừa bãi như những gì mà chúng thấy ở trong trong những trận thi đấu rank bình thường. Một mạng vừa rồi dành cho bên phía team Q9. Tiếp tục là mạng thứ hai của Man. Bây giờ là 3 vs 5. Và bên phía team Q9 còn khá là nhiều máu, nhưng vừa rồi thì chúng ta có được hai mạng và vô hình chung chúng ta đến với kèo đấu 3 vs 3. Bom vẫn chưa được set. Set bom và bây giờ thì họ sẽ phải retake bom sai như thế nào đây? 3 vs 3, nhưng cái cửa vào bom sai B là khá hẹp. Một mạng đầu tiên, hai mạng cho ok. Tôi đã nghĩ rằng là sẽ có mạng thứ ba chăng? Và có lẽ là rất dễ dàng để cho người cuối cùng của bên phía team Q9 có được mạng của QJ. Và tỷ số một lần nữa được nâng lên là 8-7. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ diễn ra 3 trận đấu BO3. Trận đấu đầu tiên là trận đấu mà các bạn đang theo dõi. Khả năng kê tâm của các thành viên phía team đối phương là cực kỳ tốt. Bay vừa rồi đã có được một pha bắn tốt với khẩu sniper của mình và có được mạng đầu tiên đem về lợi thế dành cho Q9. Đây là giải đấu nội địa của Trung Quốc nên chúng ta sẽ không có một team nào của Việt Nam. Thay vào đó thì các bạn sẽ được nhìn thấy các team của Thiên Triều sẽ thể hiện khả năng của mình. Đổi mạng nhưng màn chín có vẻ như không có được một kết quả tốt. Ba vs ba thì vừa rồi thì Vũ Lang có được mạng của Sakura. Ok, vừa rồi bị bắn thì đó là một pha đẩy vào khu vực bom sai B và một lần nữa chúng ta được thấy một kèo 1 vs 1. Lại là năng và man chín quả nết tốt và QJ cân bằng tỷ số là 8-8. Thật sự đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng, cực kỳ gay cấn. Đều về chiến thuật, rất đông đều về skill như là khả năng di chuyển. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta có con số 8-8. Chuyển là rất chậm đến từ vị trí của Q9. Ở trong này vẫn hai cái góc kề cực kỳ khó chịu đến từ các thành viên bên phía team QJ.
Bay đang check góc trước. Chắc chắn rằng là họ cần phải check trước. Nha lao lên bắn trước. Đến từ vị trí của bên phía team Q9. Đổi một mạng, đổi hai mạng luôn. Còn lại một thành viên nữa của bên phía team QJ ở trong khu vực bom side B này. Đang lao ra để sấy. Và một mạng dành cho tanker của bên phía team QJ ở trong khu vực hầm B. Mạng tiếp theo luôn. Rõ ràng là với chỉ một khẩu M4A1, anh ấy có được cho mình tới tận 4 mạng. Và chúng ta còn lại một mình Sakura. Sakura bây giờ thì mới đến khu vực bom side B. Nhưng có vẻ như đã khó rồi. Sẽ vòng ngược trở lại để lấy bom. Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây sẽ là lượt thi đấu thứ 9 dành cho QJ chứ không phải là Q9. Đấy, trận đảo ngược cực kỳ nhanh. PS1 Sakura tay cờ của bên phía vực. Một mạng nữa cho QJ và tỷ số đang lên là 9-8. 10 team lên với con số 9 trước lại là QJ. Sau khi họ để cho QJ dẫn trước, họ quay qua, họ quay lại và chúng ta thấy được rõ ràng là các team thực sự mà nói thì họ cái trình độ của họ ở những cái team thời đẳng cấp như này họ rất là ngang nhau. Do vậy là chúng ta được thấy những cái màn giao tranh cũng như là những cái pha ăn miếng trả miếng cực kỳ tốt đến từ hai team. Bây giờ thì nếu như QJ họ có được round thi đấu cuối cùng này thì họ sẽ giành thắng với tỷ số là 18-0. Chúng ta sẽ có một extra, một mạng cho bên phía team Q9. Nhưng mà bây giờ thì đổi khá là nhiều mạng đến từ các thành viên bên phía team QJ. Và QJ có được lượt thi đấu thắng cuối cùng, qua đó kết thúc map thi đấu đầu tiên với tỷ số là 18. Họ bắn cực kỳ tốt và chúng ta sẽ cùng nghỉ trong giây lát trước khi đến với map thi đấu thứ hai. Đặt bóng báo sao mạng. Map thi đấu đã quá quen thuộc với tất cả các bạn tham dự vào giải đấu cũng như là các bạn chơi game CFN trong suốt hơn một năm vừa qua. Map thi đấu này thì các thành viên bên phía team QJ sẽ là những người đánh bom sai trước. Và nên nhớ rằng đây là một map thi đấu mà người đánh bom sai là người có lợi rất lớn. Ba, hai đang là số người ở trên khu bom xe A của cả hai team. Một bên là 3 và một bên là 2. Đây là vị trí của bên phía team Q9 rồi. Win ở trên khu vực bom xe A mất rất nhiều máu và tiếp tục một quả smoke được đẩy ra. Có thể thấy được vào một pha bắn tốt từ bay khi mà nhận thấy tanker của bên phía team QJ đã đẩy lên khu vực hành lang rồi. Có được cho mình một mạng, trong khi đó thì Win 9 ở đây sẽ có được cho mình triple kill. Chúng ta còn lại một mình thành viên cuối cùng, đó là Năng. Khá là dễ dàng và 1-0 dành cho Q9 khi mà vừa rồi họ có một bài thủ bom sai khá là hay, mặc dù đây là map thi đấu của Blacklist. Tốt từ khẩu AK. Vừa rồi thì chúng ta thấy được một cái chiến thuật khá là đơn giản, đó chính là họ smoke. Họ che đi kín tầm nhìn ở khu vực mid để ngăn không cho sniper của bên phía team đối phương có thể, một là kem qua cửa, hai là có thể đếm được số lượng thành viên của bên phía team thủ bom sai đi sang bom sai B. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn ở trong map thi đấu đặt bom bão sa mạc này.
với các thành viên của bên phía team Globalist, họ có thể họ sẽ phải chia số người thủ ra là 2-1-2 hoặc là 3-2. Trong khi đó thì bên phía team Blacklist họ hoàn toàn có thể dồn cả 5 người đi vào một bên bom sai. Và cái quãng đường từ bom sai A đến bom sai B là cực kỳ xa. Nét được quăng lên. Các thành viên của bên phía team Q9 và QJ đều đang còn yếu máu. Kê gầm trước và một mạng dành cho Gulang. 3 vs 3. Tốt. Và Bay mất rất nhiều máu ở trên khu hành lang. Bay là người cầm sniper. Lúc này thì Gulang đang kê vào khu hồi sinh của bên phía team Globalist. Bom được set ở khu vực xe A rồi. Họ sẽ chia góc để thủ. Ok, bắt đầu di chuyển vào. Flick trượt đến từ vị trí của Gulang. Quả nét trả ra là hơi đẹp. Đẩy thẳng lên. Cầm DE lên bắn. Không chính xác. Win có được mạng đầu tiên của Gulang rồi. Ok, cùng với Bay có tiếp hai mạng nữa và họ gỡ bom thành công. Tỷ số đứng lên là 2-0 dành cho Q9. Rõ ràng là khả năng retake bom sai của Q9 là cực kỳ tốt ở trong map này. Khi mà chúng ta trải qua hai round đấu thì bên phía team Q9 họ đều gỡ được bom. Nếu như ở trong trận đấu thứ hai này mà QJ tiếp tục chiến thắng trước Q9 thì trận đấu ra quân sẽ là một chiến thắng trong vánh 2-0 dành cho QJ. Đội đương kim vô địch của CFMI năm nay lắc ra bắn vào người của màn 9 nhưng ở trên khu vực của, hành lang thì Win đã cover tốt. Gulang bắn cực kỳ tâm lý khi mà có được mạng đầu tiên. Và bây giờ thì đẩy lên khu vực hành lang thôi. Sẽ là ép thẳng vào vị trí của Win. Có vẻ như ép hơi fail rồi. Win có được cho mình double kill. Một bài thủ bom sai A đến từ vị trí hành lang của tanker Win. Thì mà nghĩ có được cho mình hai mạng. Rất đơn giản. Một quả nết và một pha bắn tốt. Này thì tanker còn lại của bên phía team QJ. Họ đang từ cái việc mà họ dẫn trước về người cho đến bây giờ thì họ đã thay đổi quá là nhiều rồi. Hai người còn lại của bên phía team QJ đang đi lên khu vực bom xe A từ hành lang. Ở đằng sau thì Win và Sakura đang bắt đầu móc. Sakura sẽ đi lên từ khu vực hồi sinh của bên phía team Globalist. Ở đằng sau này thì đó chính là sniper của bên phía team Q9. À, QJ thì đúng hơn. Anh ấy mải kê. Anh ấy không để ý rằng là đằng sau đang là một thành viên của bên phía team Q9. Và bây giờ thì bom sẽ được set. Tuy nhiên thì tôi đoán là sẽ rất khó dành cho tanker cuối cùng của bên phía team QJ trong cái việc mà thủ được bom xe A. Q9 vừa rồi tiếp tục có được một round thắng nữa. Có vẻ như là ở map thi đấu này thì bên phía team QJ đây không phải là map thủ của họ. Họ là đội ở bên phía Blacklist nhưng họ đang để thua tạm thời 3-0. Nữa dành cho hai mạng rồi chứ phải nằm xuống với quả nét. AK sấy là fail. Và một pha 2 đổi 2 ở khu vực rào A. Ba thành viên còn lại của QJ sẽ bắt đầu di chuyển vào khu vực bom site B. Ở trong bom xe đó chính là Sakura. Hai mạng dành cho Sakura. Sấy xuyên qua cái làn khói smoke này. Trước khi phải nằm xuống nhưng chừng đó là quá đủ để cho đồng đội của mình có thể cover được. Bay mất yếu máu. Bay yếu máu. Nét của Bay đã tốt. Và 4-0 dành cho Q9. Chúng ta quay trở lại với diễn biến tiếp theo của trận đấu ngày hôm nay. Và vừa rồi thì sniper Gulang của bên phía team QJ có được mạng đầu tiên của Win ở khu vực mid.
Vừa rồi rõ ràng là một pha cây tâm, và đây là khẩu AK-47 Bonbis. Khẩu súng cực kỳ đẹp. Bắt đầu di chuyển vào, có vẻ như là sau lượt pause thì bên phía team QJ họ đang bắt đầu có được cho mình lợi thế. Tuy nhiên thì vừa rồi lại một thành viên của bên phía team QJ hình như disconnect thì phải. Sniper bắn trượt, đó là bay, bay nằm xuống rồi. Công rất hay. Và bom side B thuộc quyền kiểm soát của bên phía team QJ. Họ sẽ có được ra thắng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lộ vị trí thì nó chỉ có thể có được một người mà thôi. Một bốn rồi. Đang tiếp tục cây tầm vào đây. Năm và số 3 đã di chuyển được sang. Đó là Sakura và Bay. Họ đã ở trong khu vực bom site B rồi. Một thủ B, hai thủ B và ba người còn lại sẽ thủ A. Đó là bài đánh của bên phía team Q9. Đang chưa có tín hiệu đồ đánh bom sàn. Chúng ta thể biết bên phía team QJ. Ở đây thì họ đang bắt đầu rồi, bom sàn A đi lên từ từ. Màn chín đã có được cho mình mạng đầu tiên. Mid đó là một pha đấu súng đi qua cửa mid, một pha đấu súng không thực sự hợp lý và không thực sự cần thiết. Ngay lập tức thì bên phía team QJ họ đổi lại được một mạng. Gulang đang kê lên khu vực hồi sinh và khu vực bom sai A. Quả smoke rất đen. Hai mạng dành cho Win ở khu vực hành lang. Ok, cũng có được một mạng đầu tiên và bây giờ thì nhảy ra. Ok, nằm xuống. Tuy nhiên thì chúng ta còn lại một mình Gulang mà thôi. Cái bài thủ bom sai đi từ hành lang lên của bên phía team Q9 là cực kỳ hữu hiệu khi họ có được cho mình round hàng thứ 5. Một mạng nữa dành cho bên phía team VJ. Màn chín nhảy ra là hay. Và buộc sniper của bên phía team VJ đó chính là Gulang phải lùi về. Chỉ là một pha đổi mạng mà thôi. Sau đó thì bên phía team QJ họ tiếp tục thể hiện cái chiến thuật đó là đi chậm đánh chắc. Và một mạng nữa cho QJ rồi. Nó sẽ báo hiệu rằng là bên phía team họ hoàn toàn có thể đưa vào bom xe A. Tuy nhiên thì ba mạng dành cho bên phía team Q9 với những pha thủ bom xài B cực kỳ tốt. Cầm sniper lên. Gulang có được cho mình hai mạng và bây giờ là 1v1. Với khẩu DE không thể làm gì được khi mà Win có cho mình khẩu M451 Chao Dragon. Và tỷ số đơn đây là 6-1 dành cho Q9. Mất thời gian là hay, nhưng kê tâm đó không chính xác từ vị trí của Gulang. Đây là round thi đấu thứ 8. Chúng ta có thể thấy được một mạng dành cho Bay. Sẽ đuổi là hay. Đây là Banker bên phía team QJ.
mạng mà thôi. Đằng sau thì Win có tiếp tục có được mạng tiếp theo. Win đang bắn cực kỳ bay ở trong trận đấu ngày hôm nay với việc thủ ở khu vực bom sai A. Đổi mạng là hợp lý, 2v2. Chúng ta còn Sakura và Bai. Mạng nữa cho Bay. Bây giờ là 1v1. Bay đã đổi sang M4 rồi. Lao lên sấy và Bay có được mạng. Cùng với đó là một pha gỡ bom. Bay bắn tốt và tỷ số nâng lên là 7-1. Giờ thì lợi thế về tỷ số đang là rất lớn dành cho Q9. Đang thủ bóng sai cực kỳ chắc. Vừa rồi thì đổi được hai mạng. Đầu ép lên chăng? Có vẻ như vậy, đúng rồi. Họ sẽ chiếm được bom xe A. Một mạng nữa cho bên phía team QJ. Còn lại Sakura và OK. Hai người ít frag nhất ở trong trận đấu lượt thi đấu này. Chủ động lắc ra đến từ vị trí của Năng. Bom được set rồi. Có vẻ như Năng sẽ nghe thấy tiếng footstep của Sakura. Rất khó và Sakura cũng phải nằm xuống. Còn lại một người và tỷ số đứng dẫn số còn là 2-7. Chúng ta sẽ cùng chờ trong giây lát trước khi chúng ta đổi sai và xem là liệu QJ có làm nên một điều thần kỳ hay không, hay chúng ta sẽ đến với map thi đấu thứ ba đặt bom. Chính xác là đấu đội thì đúng hơn, nhưng phải đặt bom. Ta đổi sai và bây giờ thì Q9 là những người đánh bom sai. 7-2 đang là một tỷ số cực kỳ có lợi dành cho họ. Bốc chè đi rất nhiều vị trí của bên phía team QJ. Vẫn đang chưa có thể đánh bom sai đến thành viên bên phía team Q9. Liệu họ di chuyển lên hành lang hay đi đâu đây? 3 người đang ở hành lang rồi, 4 người hành lang. Một người ở hầm chạy vào. Bay đang check ở khu vực hành lang. Check rất kỹ. Đây rồi, một mạng dành cho Bay. Và di chuyển cực kỳ kín đáo, cái ghẻ lẻ luôn. Và tiếp tục là mạng thứ hai dành cho bên phía team Q9. Double kill rồi. OK, cũng có được cho mình double kill và bây giờ thì bom sẽ được set ở khu vực bom xe A.
2 vs 3. Hơi khó một chút. Và đúng là như vậy rồi, Sakura có double kill. Và tỷ số đang lên là 8-2. Một mạng nữa dành cho Bay. Có vẻ như đây đúng là map thi đấu sở trường của bên phía team Q9 rồi. Khi mà họ bắn bên phía Globalist kinh khủng như nào thì bây giờ chúng ta chuyển sang, khi mà các thành viên bên phía team Q9 chuyển sang làm Blacklist thì họ còn kinh khủng hơn nữa. QJ không có một bất kỳ cơ hội nào trong việc bật lại ở trận đấu ngày hôm nay. Có hai mạng rồi, có được cho mình một mạng và bây giờ là 3 vs 2. Nhìn thấy vị trí di chuyển vào rồi, cầm đe lên bắn tốt đến từ Bay. Chưa được và một mạng, một pha clear 2 đến từ vị trí của QJ. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là 1 vs 2 và QJ sẽ không thể làm được gì thì vừa rồi người cầm tanker của bên phía team QJ có được một quyết định sáng suốt khi mà dứt điểm một người và lắc vào thùng để nạp đạn và sau đó thì quay ra bắt được thành viên cuối cùng của bên phía đối phương. 8-3 dành cho Q9. Nhìn thấy cái vị trí di chuyển nhưng kê tâm là không tốt. Ngay tức thì Gulang lùi về. Ép ra nhưng bây giờ thì ở khu vực ngách A này không còn ai rồi. Hẻm A chắc chắn là không còn ai nữa rồi. Win 9 nhìn thấy một người. Win 9 sẽ có được mạng đầu tiên rồi. Như vậy là tôi nghĩ rằng không còn ai nhưng vẫn còn đó Win 9. Bắn khá là trí. Sakura cũng phải nằm xuống. Bây giờ là một pha 4 vs 4. Quả nét rất đau. Bắt đầu có những tín hiệu đánh bom sai đến từ vị trí của Q9 nhưng lúc này thì là 3 vs 2. Có vẻ như là man 9 bị cấu rất nhiều máu đến từ vị trí của Tiger. Đổi một mạng rồi nhưng bây giờ thì còn lại Bay thành viên cầm sniper của bên phía team Q9. Đổi sang M4A1 rồi, sẽ set bom. Bây giờ là một pha 1 vs 3. Bắt đầu di chuyển lên hành lang. Thấy người luôn, lao ra xây trước nhưng lại lộ quá nhiều vị trí và Bay không thể nào có được mạng tiếp theo. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn lại là 4-8 dành cho QJ. Bất kỳ một thành viên nào nằm xuống từ bên phía hai team. Có hai người đang không có được một mạng nào cả. Đó là Man 9 và đồng đội của mình bên phía đối phương. Bắt đầu ép lên. Chính xác là ok và đội lùi về.
lùi thẳng về khu vực hồi sinh của bên phía team Blacklist luôn. Thời gian vẫn còn. Bên phía team QJ họ đang chưa biết được rằng là Q9 di chuyển ra sao. Một mạng dành cho Gulang. Một vệ S. Như vậy là vừa rồi là một pha đổi mạng. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía team Q9 họ đang mất khá là nhiều máu. Và đây là lý do vì sao pha sấy ra vào cực kỳ mượt mà. Bay vẫn bắt được người nhỉ. 2 vs 2 là 2 vs 1. Chúng ta còn lại man 9. Man 9 sẽ đạt được bom. Nhưng nên nhớ rằng là quả bom được set cũng là thời điểm mà man 9 cần phải chọn cho mình một cái góc kê đẹp. Bởi vì hai thành viên của bên phía team QJ bắt đầu di chuyển vào từ khu vực rào chứ không phải là hành lang. Man 9 sẽ phải đứng ra sao đây. Rất đơn giản và 5-8 dành cho QJ. Bắt đầu có dấu hiệu lật kèo đến từ QJ. Khi mà chúng ta được thấy khả năng bắn tốt đến từ tay cờ của họ và Q9 buộc lòng phải xin hội ý. Lúc này thì bên phía team QJ họ đang có một cái tâm lý cực kỳ tốt sau khi họ kéo được lên con số 5. Và Q9 vẫn chưa thể nào đến được với con số 9. Con số 9 là con số mà Q9 họ rất muốn để đến được. Dù vậy thì QJ đang khiến cho họ cảm thấy vô cùng khó khăn. Thế vẫn đang thuộc về các thành viên của bên phía team Q9. Tuy nhiên thì QJ họ đang bắt đầu có được những cái lợi thế về tâm lý. Họ hoàn toàn có thể bật được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì vì đây là trận đấu đầu tiên và đây là lượt thi đấu thứ hai rồi nên là mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Họ đang thi đấu cực kỳ cẩn trọng. Gulang đang ngắm sẵn ở khu vực hành lang của bên phía Globalist rồi. Chưa có bất kỳ một ai nằm xuống cả. Bây giờ thì đẩy lên khu vực bom sai A đến từ các thành viên bên phía team QJ.
đến từ Q9 thì đúng hơn, nhưng mà QJ họ có được bàn đầu tiên của Q9 rồi. Sakura nằm xuống, bây giờ là Win có lại được một mạng của bên phía team QJ. Họ set được bom ở khu vực bom xe A. Bây giờ là retake bom sai, nhưng đằng sau này thì Bailey bắn trượt. Bây giờ thì mới chính xác rồi. Và có được hai mạng ở đằng sau. Nhưng vừa rồi là một pha bắn trượt đến từ vị trí sniper của bên phía team Q9. Đổi mạng là hai, với hai mạng dành cho bên phía team QJ. 10 giây, 18 giây nữa bom mới nổ cơ. Cái gì vừa xảy ra vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy khi mà bên phía team QJ họ clear 4 người của Q9 và gỡ bom thành công. Tỷ số được nâng lên là 6-8. Một pha xử lý không chê vào đâu được của QJ. Thế thì ai chơi 6-8 rồi. Từ việc bị dẫn trước với tỷ số là 2-8 thì bây giờ QJ họ đã gỡ được con số về 6-8. Và chỉ cần một round nữa thôi thì họ sẽ có cái tâm lý cực kỳ tốt để có thể gỡ hòa được trận đấu ngày hôm nay. Phải chăng là 2-0 thật? Đang có những tín hiệu chạy góc đến từ vị trí của bên phía Q9. Lúc này thì tỷ số đang là 8-6 cho Q9. QJ đang dẫn trước với tỷ số là 1-0 trong tổng tỷ số chung cuộc. Bắt đầu dây chuyển ra khu vực mid rồi, nhưng hai mạng dành cho bên phía tiếp QJ. Sakura và Bay nằm xuống, Win sẽ đẩy lên trên khu vực bom sai A, cầm cho mình con dao đi lên. Bây giờ đổi sang M4A1 luôn, có sấy lên rồi và một mạng dành cho Win. Chiếm được bom sai A, tuy nhiên thì bom được set và bây giờ thì họ sẽ bố trí đội hình ở hành lang và khu vực hồi sinh để có thể thủ bom sai. Quăng quả nết lên rồi, một pha bết hay, một mạng dành cho Win tiếp theo. Bây giờ thì Win lùi về 3v3, liệu có một pha retake bom sai thành công hay không? Win đang đứng khá là trí ở đây, một mạng dành cho Win. Main 9 cũng cover tốt được đội của mình và bây giờ chỉ còn lại một mình thành viên cuối cùng mà thôi. Bắt đầu có những pha sấy và bây giờ thì Q9 đã lên được con số 9. Phải mất rất nhiều thời gian thì Q9 mới lên được con số 9 và bây giờ là match point dành cho Q9. Sau rất nhiều những cơ hội đặt bom được nhưng không thể nào thủ bom sai thành công thì bây giờ Q9 mới lên được cái điểm match point. Nếu như bây giờ mà QJ họ giành chiến thắng ở 3 round đấu còn lại thì chúng ta sẽ có overtime. Overtime đầu tiên của giải đấu lần này. Gulang đang kê ra khu vực rào A với khẩu báo red của mình. Nhưng các thành viên của bên phía team Q9 họ lại lựa chọn cho mình cái lối di chuyển khác. Đó chính là đi thẳng vào khu vực nhà B trước. Bây giờ thì họ mới bay quay về khu vực rào A. Nhưng họ sẽ không vội đẩy lên bởi vì chắc chắn họ biết được rằng là lúc này các thành viên bên phía team QJ họ đã thủ sẵn ở những cái góc kê trên khu vực rào A rồi. Ok, vừa rồi lắc ra để đấu súng với cả thành viên cầm sniper đó chính là Gulang. Đổi súng. Tôi không hiểu là đổi súng để làm gì. Một mạng cho bên phía team QJ khi mà OK đẩy vào khu vực bom sai B. Đây rồi, bom sai B đang bị chiếm nhưng mà tiếp tục là một headshot đến từ vị trí của thành viên cầm AK47 Earn. Đó chính là vị trí của Nangs và bây giờ là một kèo 3 vs 4
Bom sẽ được set ở khu vực bom side B. Nét vào. Chúng ta sẽ được thấy một pha rating bom side đến từ thành viên bên phía Team QJ. Nằm số đầu tiên rồi, nhưng Sakura có được cho mình double kill 2v2. Còn lại hai người, Sakura có được cho mình triple kill. Và Sakura có được cho mình ultra kill, qua đó cân bằng tỷ số một đều ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta đến với lượt thi đấu cuối cùng. Vâng, một cái màn thi đấu có lẽ là lần đầu tiên tôi được thấy ở trong một giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ eSports quốc tế. Đó là chúng ta giải quyết trận đấu 1-1 bằng một kèo đấu solo 1v1 giữa hai đội trưởng với nhau. Bay và thành viên bên phía team Q9 để xem nào. À, đến bên phía team QJ, nếu như mình nhớ không nhầm thì đây chính là... đây chính là Dream. Lúc này thì tất cả tổ trọng tài và tất cả những người xem của chúng ta đều đang cảm thấy đó là thật là vô lý. Một trận đấu bo ba ở trong một giải đấu quốc nội Trung Quốc giải quyết với nhau bằng một kèo đấu solo 1v1 ở mắt thi đấu thị trấn Hoàng. Vâng, theo như thông tin của các bạn thì không phải là đội trưởng mà là người bắn hay nhất. Thực ra thì cũng như vậy không ạ. À? Tại vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó giống như kiểu dạng khi các bạn chơi những game như là LOL hay là Dota 2 á, thì các bạn hòa nhau với tỷ số 2 đều hoặc là 1 đều chẳng hạn, các bạn tôi hai thằng đánh player hay nhất ra đúng không? Đấu solo beat với nhau á. Với tình hình như thế này thì lúc này tỷ số đang là 5-3 dành cho bên phía team Q9. Khi mà Bay đang bắn tốt hơn so với cả bên phía team QJ. Nhưng mà như thế này nó giúp cho anh em bình luận viên của chúng tôi có thể nghỉ ngơi sớm hơn nếu như trong trường hợp mà hai team hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đấu súng căng thẳng quá, dữ dội quá. Bây giờ thì đây là một màn solo 1v1. Bây giờ nếu như ban tổ chức đặt ra thêm một cái quy luật nữa, đó là bây giờ bắn từng thành viên một với nhau, bắn đến khi nào mà năm ông cùng bắn hết rồi và tính tỷ số, lúc đấy thì tôi mới cảm thấy thực sự là quỷ. Tỷ số lúc này đang là 7-5 dành cho Bai của Q9. Sáu bảy rồi. Mình đang rất cố gắng. Bay mất máu nữa, 7 đều. Rất căng thẳng. Bay liên tục mất máu. Thậm chí là bây giờ Bay còn nằm xuống luôn ạ. 8-7. Từ 5-7 bây giờ thì Dream kéo lên được 8-7. Đục là hơi phũ rồi. 8 đều. Mạng nữa dành cho Dream. Và có vẻ như bây giờ thì Dream đang có lợi thế hơn, với việc là anh ấy chỉ cần một round đấu nữa thôi sẽ có được cho mình match point. Và như vậy là cậu bé của chúng ta đã có được cho mình một chiến thắng dành cho QJ. Khuôn mặt khuôn mặt mất sổ gạo của thành viên Q9. Ta
đến với kèo solo thứ hai. Trước mặt các bạn đang là Gulang. Và Gulang sẽ đưa đầu với ai đây? Như vậy là Gulang và Man 9. Sniper. Sniper đối đầu lại với cả AK. Một mạng đầu tiên cho Gulang. À, nên nhớ rằng ở trong giải đấu CFMI thì Gulang là một trong những người bắn rất tốt với khẩu sniper của mình, cầm quả nết quăng lên luôn. Nhưng Man 9 đẩy thẳng lên và có được cho mình một mạng nữa, tỷ số là 1-1. Tiếp tục là mạng tiếp theo dành cho Man 9. Có vẻ như là cái việc sử dụng sniper ở trong một cái kèo đấu solo như thế này là không hợp lý lắm. Tiếp tục là mạng nữa dành cho Man 9. Theo như thông tin tôi được nhận được thì Man 9 là người có kỹ năng cao nhất của bên phía team Q9. Đây là thành viên có skill to nhất. Và tuy nhiên thì anh ấy lại vừa nằm xuống với một mạng dành cho Gulang. Tiếp tục là một mạng tiếp theo và tỷ số lúc này đang là 3-3. Chúng ta có thể thấy được là hai bên đang ăn miếng trả miếng như thế nào. Thậm chí là đẩy cả Smoke ra. Tiếp tục là mạng nữa đánh cho Gulang. Khả năng kê tâm với khẩu Barret của Gulang là vô cùng tốt. Đây rồi, bây giờ thì Man 9 sẽ chơi cái bài đẩy thẳng lên. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhìn thấy vị trí của Man 9. Gulang lùi về. Cầm cho mình quả DN lao lên headshot. Thực sự thì Man 9 bắn cực kỳ tốt với khẩu AK, liên tục là những pha headshot. Bây giờ thì bây giờ thì cục xúc đến từ vị trí của Gulang lôi cho mình khẩu Stemun. Man 9 cũng không vừa khi đổi sang cho mình khẩu AK47 Blue, khẩu AK47 Blue Pottery. Tôi thề luôn mấy ông này nhây dã man luôn ạ. Tỷ số lúc này đang là 5-5. Nên nhớ rằng là QJ họ có được một round thắng trước rồi. Và bây giờ thì Q9 họ đang cố gắng để gỡ lại được kẹo. Bắn quá căng luôn, 6-6. Vấn đề là nếu như theo những gì mà chúng ta hiểu được thì có vẻ như là 5 player sẽ cùng bắn. Và team nào đến với con số 3 trước thì họ sẽ giành chiến thắng. Flick là không chính xác, lùi về luôn. Ôi lại flick trượt rồi. Rất khó, Man 9 vẩy tâm quá tốt. Và headshot bây giờ tỷ số là 7-6. Đứng sẵn ở trong này luôn. Tèn tèn. Mạng nữa dành cho Man 9 và tôi nghĩ rằng là sẽ có tỷ số là 1-1. Cầm xe đã không lại, 9-6 dành cho Man 9 rồi. Q9 sẽ có được một trận thắng ở trong trận đấu solo này. Nhìn rất đẹp trai. Rất giống tôi, à nhầm, không, thực ra thì tôi đẹp trai hơn. Tỷ số lúc này đã là 1-1. Rõ ràng là Gulang là một thành viên cầm sniper, do vậy cho nên là cái kèo đấu solo mà sniper versus AK như thế này.
áp đảo đến từ vị trí của một thành viên, khi mà rõ ràng là khả năng solo năng player ở trong giải đấu lần này khá nhiều. Tạm thời đang là 3 dành cho Kim Trần, khi mà lúc này Linh Hoài chiếc Sakura Linh Hoài sấy tốt với khẩu M4A1 bon bis của mình, à khẩu AK bon bis của mình. Táp đến từ vị trí của Linh Hoài. Sakura lùi về, chuyển bắn của các thành viên bên phía hai team, các player bên phía kỳ nhuần nhuyễn. Sakura có lại được một mạng và tỷ số được rút ngắn xuống còn là 4-5. Cực kỳ tốt đến từ vị trí của Linh Khoai. Này có vẻ sẽ trốn sắp ra sẽ là không được Linh Khoai chứ hơn một câu bom. Sakura vừa rồi bị đục thùng và đục thùng tốt đến từ vị trí của Linh Khoai và 7-4 dành cho QJ. Máu như thế này. Vừa rồi có lại một đoạn thắng, rõ ràng là Sakura đang yếu thế hơn rất nhiều so với cả Linh Khoai. Những tanker của bên phía team QJ đang thể hiện khả năng xử lý với những tanker của mình. Và một lần nữa là những chân. Nhưng vừa rồi là một pha sấy tốt đến từ Sakura, sấy xuyên được cái thùng và Linh Khoai nằm xuống. Nhận viên đến từ hai player rất nhiều máu và ăn đạn nữa, và 9-6 dành cho QJ. Một round nữa thôi thì QJ sẽ vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Sakura đang cố gắng để có thể không để mất điểm quyết định cuối cùng vào tay của Linh Khoai. Thời rồi và 16 dành cho QJ. Linh Khoai đã có được cho mình trận thắng thứ hai dành cho bên phía team QJ. Và bây giờ thì họ chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc một trận đấu nữa thôi. Sakura vẫn còn quá trẻ. Seao đối đầu lại với cả Win. Tỷ số tạm thời lúc này đang là 1-0 dành cho Q9. Tuy nhiên thì ngay lập tức thì nó được cân bằng với một mạng dành cho Seao. Tiền này thì những kèo solo chủ yếu sẽ là đo skill và ai tay to hơn người đó sẽ ăn mà thôi. Trời lúc này đã vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 1 điểm mà thôi. Hai player đều sử dụng cho mình AK-47 Blue Pottery. Do vậy cho nên là sẽ không có nhiều điều bất ngờ. Và rõ ràng là bây giờ chỉ là điểm đỏ skill với nhau thôi.
liên tục là những pha đẩy lên và bắn tốt đến từ vị trí của Siao. Win lúc này đang bắt đầu bị hơi khớp một chút. Mặc dù vậy thì rõ ràng là kèo solo này hoàn toàn là quả nết. Quả nết hay đến từ vị trí của Win. Tỷ số được rút ngắn 4-5. Sấy là tốt nha. Chưa thể trốn được đây rồi. 5 đều. Khi mà vừa rồi có được một cái điểm tốt, bây giờ chúng ta cùng nhìn kia điểm duy trì có là như thế. Chưa có được những tín hiệu. 7-6 đang là tỷ số hiện tại tạm thời dành cho Quy 9. 2 đây là 2 player có lẽ là lâu nhất. Họ đọ skill. Điểm với nhanh. Thậm chí là vừa rồi thì Liquid tiếp tục có được CL thì đúng hơn, có được mạng của Win và bây giờ tỷ số một lần nữa được cân bằng là 7 đều. Ghim tâm xây. Tám bảy rồi, dành cho Quy chơi. Một thắng nữa, 9-7 rồi. Siao đang dẫn trước với tỷ số 9-7 và Siao vẫn còn đủ máu để có thể dứt điểm vị trí của Win. Và bắn hơi lỗi thì phải Win mất nửa bình. Win vẫn sẽ có được cho mình một mạng của Siao. Nhưng bây giờ thì Siao đi ra với đầy máu, bắn tốt và 18 dành cho Siao. Qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số là 3-1 ở trong lượt thi đấu thứ 3 solo map thi đấu thị trấn Hoàng, và kết thúc trận đấu chung cuộc tỷ số là 2-1 dành cho QJ vượt qua QJ.